chương 2 Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, dành giữ mạng lệnh ta nơi lòng con, để lắng tai nghe sự khôn ngoan và chuyên lòng con về sự thông sáng. Phải, nếu con kêu cầu sự phân biện và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng. Nếu con tìm nó như tiền bạc và kiếm nó như bửu vật ẩn bí. Bây giờ, con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng. Ngài là thuẫn đỡ của người làm theo sự đoan chính, phù hộ các lối của người công bình và giữ gìn đường của thánh đồ Ngài. Bây giờ, con sẽ hiểu biết sự công bình, sự lý đoán, sự chính trực và các nẻo lành. Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích. Sự dễ dặt sẽ coi sóc con, sự thông sáng sẽ gìn giữ con, để cứu con khỏi đường dữ, khỏi kẻ nói việc gian tà, và khỏi kẻ bỏ đường ngay thẳng mà đi theo các lối tối tâm. Là người vui dạ làm dữ, ưa thích sự gian tà của kẻ ác. Chúng nó cong vậy trong đường lối mình và lầm lạc trong các nẻo mình. Lại, sự khôn ngoan sẽ cứu con khỏi dâm phụ là người đàn bà lạ nói lời vua nịnh. Nàng lìa bỏ bạn của buổi đan thì và quên sự giao ước của Đức Chúa Trời mình. Vì nhà nó siêu qua sự chết và con đường nó dẫn đến chốn kẻ thác. Chẳng ai đi đến nàng mà trở về hoặc được tới các lối sự sống. Sự khôn ngoan sẽ khiến con đi trong đường người thiện và gìn giữ các lối của kẻ công bình vì người ngay thẳng sẽ được ở trên đất và người trọn vẹn sẽ còn ở đó luôn luôn. Nhưng kẻ gian ác sẽ bị trút khỏi đất và kẻ bất trung sẽ bị nhổ rứt khỏi đó. Chương 12 Sáu ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu đến thành Bethany, nơi Lazarus ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ là, là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bây giờ, Marie lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quý giá, sức chân Đức Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lau. Cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng, Sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đơn nhê đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hãy để mặt người. Người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn. Một bọn người Giuđa nghe Đức Chúa Giêsu có tại đó bèn đến, chẳng những vì ngài thôi, lại cũng để xem La-sa-rơ là người ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại các thầy tế lễ cả bèn định giết luôn Lazaro nữa vì có nhiều người Juda nhân cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Giêsu. Qua ngày sau, có một đám dân đông đến đặng dự lễ, biết Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem bèn lấy những lá kè ra đón ngài và reo lên rằng: Hosanna, chúc phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến là vua của Israel. Đức Chúa Giêsu gặp một con lừa con, bèn lên cởi y như lời chép rằng: hỡi con gái thành Siôn, chớ sợ chi. Này, vua ngươi đến, cởi trên lừa con của lừa cái. Môn đồ trước vốn không hiểu điều đó, nhưng đến khi Đức Chúa Giêsu đã được vinh hiển mới nhớ lại những sự đó đã chép về Ngài và người ta đã làm thành cho Ngài. Đoàn dân ở cùng Ngài, khi Ngài kêu Lazaro ra khỏi mộ và khiến từ kẻ chết sống lại đều làm chứng về Ngài. Ấy cũng tại điều đó mà đoàn dân đi đón Ngài, vì có nghe rằng Ngài đã làm phép lạ ấy. Nhưng đó người pha -si nói với nhau rằng, Các ngươi thấy mình chẳng làm nổi chi hết, kia cả thiên hạ đều chạy theo người. Và trong đám đã lên đặng thờ lại trong kỳ lễ có mấy người Greg đến tìm Philip là người ở thành Bethsaida thuộc xứ Galilee mà xin rằng, Thưa Chúa, chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Giê-xu. Philip đi nói với anh Rê, rồi anh Rê với Philip đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu bèn đáp rằng, giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi. Nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình. Nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi. Ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta. Và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Hiện nay tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Lại cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng ấy cũng vì sự đó mà con đến giờ này. Cha ơi, xin làm sáng danh cha. Bây giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng: Ta đã làm sáng danh rồi ta còn làm cho sáng danh nữa. Đoàn dân ở tại đó nghe tiếng thì nói rằng ấy là tiếng sấm. Có kẻ khác nói một vị thiên sứ nào nói với Ngài. Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng ấy chẳng phải vì ta mà tiếng này vang ra nhưng vì các ngươi. Hiện bây giờ có sự phán xét thế gian này và hiện nay vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào. Đoàn dân thưa rằng: Chúng tôi có học trong luật pháp rằng đấng Christ còn đời đời, vậy sao thầy nói con người phải bị treo lên? Con người đó là ai? Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng: Sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu, hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng? Kẻ đi trong nơi tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu. Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng." Đức Chúa Giêsu phán như vậy rồi đi và ẩn mình cách xa họ. Và dẫu ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin ngài để được ứng nghiệm lời này của đấng tiên tri Ê-sai: "Lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai?" vả lại chúng không thể tin vì E-sai lại có nói rằng ngài đã khiến mắt họ mù lòng họ cứng hầu cho mắt chẳng thấy lòng chẳng hiểu không tự hối cải và ta chẳng chữa lành cho E-sai nói điều đó khi thấy sự vinh hiển của ngài và nói về ngài nhưng trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin đức chúa giêsu song vì cớ người pha ri si nên không xưng ngài ra sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến. Tuy vậy, Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng: Ai tin ta chẳng phải tin ta, nhưng tin đấng đã sai ta đến. Còn ai thấy ta là thấy đấng đã sai ta đến. Ta là sự sáng đã đến thế gian để ai tin ta chẳng ở nơi tối tăm nữa. Lại, nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian nhưng để cứu chùa. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta đã có kẻ xét đoán rồi. Lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta, nhưng cha sai ta đến, đã truyền lệnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thế nào. Ta biết mạng lệnh cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy, những điều ta nói thì nói theo như cha ta đã dặn. Chương 16 Chúng thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về để trong trại của David đã dựng lên cho nó. Đoạn dân những của lễ thiêu và của lễ bình an tại trước mặt Đức Chúa Trời. Khi David đã dân của lễ thiêu và của lễ bình an xong, bèn nhân danh Đức Giê-hô-va chúc phước cho dân sự. Đoạn phân phát cho hết thảy người Israel, cả nam và nữ, mỗi người một ổ bánh, một miếng thịt và một cái bánh nho khô. Người lập mấy người Lê Vi, hầu việc trước hòm của Đức Giê-hô-va, ngợi khen, cảm tạ và ca tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. A-sáp làm chánh, Sachari làm phó, rồi thì Ye-i-en, Shemiramot, Ye-hi-en, Matithia, Eliab, Benaya, Obed-edom và ye en đều cầm nhạc khí, đơn cầm và đơn sắc. Còn Asáp nổi chập chỏa vang lên. Benaja và thầy tế lễ Yahasien đều hằng thổi kèn ở trước hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Trong ngày đó, David trao nơi tay Asáp và anh em người bài hát này đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va cầu khẩn danh Ngài và đồn công việc Ngài ra giữa các dân tộc. Hãy ca hát cho Ngài, hãy ngợi khen Ngài, suy gẫm về các công việc màu của Ngài. Hãy lấy danh thánh Ngài làm vinh. Phạm ai tìm cầu Đức Giê-hô-va khá vui lòng. Phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài. Phải tìm mặt Ngài luôn luôn. Hỡi dòng dõi của Israel là đầy tớ Ngài. Hỡi con cháu của Gia-cốp là kẻ Ngài chọn. Hãy nhớ lại công việc màu của Ngài đã làm. Những phép lạ Ngài và lời xét đoán của miệng Ngài. Ngài vốn là Jehovah Đức Chúa Trời của chúng ta. Sự xét đoán Ngài làm ra khắp thế gian. Khá nhớ đời đời sự giao ước Ngài và mạng lệnh Ngài đã định cho ngàn đời. Tức giao ước Ngài đã lập cùng Abraham và lời thề Ngài đã thề cùng Isaac. Lại quyết định cho gia cốp làm điều lệ cho Israel làm giao ước đời đời rằng ta sẽ ban cho ngươi xứ Canaan là phần cơ nghiệp ngươi. Khi ấy các ngươi chỉ một số ít người, hèn mọn và làm khách trong xứ, trải từ dân này qua dân kia, từ nước này đến nước khác. Ngài không cho ai hà hiếp chúng. Ngài trách phạt các vua vì cớ họ mà rằng, chớ đụng đến những kẻ chịu sức giàu ta, đừng làm hại cho các tiên tri ta. Hỡi người khắp thế gian, khá hát ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ngài ngài, hãy tỏ ra sự chứng cứu của Ngài. Trong các nước, hãy thuộc sự vinh hiển của Ngài. Tại muôn dân, khá kể những công việc màu của Ngài, vì Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng ngợi khen, đáng kính sợ hơn các thần. Vì các thần của những dân tộc vốn là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va dựng nên các từng trời. Ở trước mặt Ngài có sự vinh hiển oai nghi, tại nơi Ngài ngự có quyền năng và sự vui vẻ. Hỡi các dòng của muôn dân, khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng danh Ngài, đem lễ vật đến trước mặt Ngài. Hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Hỡi khắp thiên hạ, khá run sợ trước mặt Ngài. Thế giới cũng được vững bền, không sao lay động. Các tầng trời hãy vui mừng, trái đất khá hỷ lạc. Còn trong các nước, người ta đáng nói, Đức Giê-hô-va quản trị Biển và mọi vật ở trong phải dội tiếng lớn lên, đồng nội và vạn vật trong nó đều khá vui vẻ. Bây giờ các cây cối trong rừng sẽ hát mừng rỡ trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đến đặng xét đoán thế gian. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là nhân từ, sự thương xót Ngài còn đến đời đời. Hãy nói: Hỡi Đức Chúa Trời, đấng chứng cứu chúng tôi, xin hãy cứu rỗi chúng tôi, hiệp chúng tôi lại và giải thoát khỏi các nước để chúng tôi cảm tạ danh thánh Chúa và nhờ sự ngợi khen Chúa mà lấy làm được vinh. Đáng khen ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel từ đời đời cho đến đời đời. Cả dân sự đều đáp rằng Amen và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Vậy, David đặt Asaph và anh em người tại đó trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, hầu cho mỗi ngày phục sự luôn luôn ở trước hòm, làm việc ngày nào theo ngày nấy. Cũng đặt Obed Edom và anh em người làm kẻ giữ cửa, số được 68 người. Và Obed Edom, con trai của Jeduthun cùng Hosea, lại đặt thầy tế lễ cả Sa đốc và anh em người là những thầy tế lễ ở trước đền tạm của Đức Giê-hô-va tại nơi cao trong Gabaon, đặng sớm mai và chiều hằng dân những của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va tại trên bàn thờ của lễ thiêu tùy theo các điều chép trong luật pháp của Đức Giê-hô-va mà Ngài đã truyền dạy cho Israel. Với chúng có đặt Hê-man, và những người đã được chọn khác, gọi từng danh, đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự thương xót Ngài còn đến đời đời. Còn Hê-man và giê cầm những kèn và chập chỏa để làm nó vang dày lên cùng các nhạc khí dùng về bài ca hát của Đức Chúa Trời. Các con trai của giê thun thì đứng tại nơi cửa cả dân sự đều đi, mỗi người trở về nhà mình. Còn David trở về, đặng chúc phước cho nhà người. Chương 17 Khi David ở trong nhà mình, bèn nói với tiên tri Na Thang rằng, Này, ta ở trong nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm giao ước của Đức Giê-hô-va ở dưới những bức màn. Na Thang tâu với David rằng, Hãy làm theo điều ở trong lòng vua vì Đức Chúa Trời ở cùng vua. Xảy trong đêm đó, có lời của Đức Chúa Trời phán cùng Na Than rằng, Hãy đi nói cùng David tôi tớ ta rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, Ngươi chớ cất đền cho ta ở, vì từ khi ta dẫn Israel lên khỏi Egypto cho đến ngày nay, ta không ở trong đền nào hết. Nhưng ta ở từ trại này đến trại kia, từ nhà tạm này đến nhà tạm nọ. Phạm nơi nào ta đồng đi cùng cả Israel, ta há có phán biểu một người nào trong các quan xét Israel, tức người mà ta truyền bảo chăn dân ta mà rằng, sao các ngươi không cất cho ta một cái đền bằng gỗ bá hương? Bây giờ, ngươi hãy nói cùng David tôi tớ ta như vậy. Đức Giê-hô-va của vạn quân phán như vậy ta đã lấy ngươi từ chuồng chiên, từ sau những con chiên, đặng lập ngươi làm vua chúa trên dân Israel ta. Phạm nơi nào ngươi đã đi, ta vẫn ở cùng ngươi, trừ diệt các thù nghịch khỏi trước mặt ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi được danh lớn, như danh của kẻ cao trọng ở trên đất. Ta sẽ sắm sẵn một chốn ở cho dân Israel ta, vuông trồng chúng để chúng ở nơi mình sẽ không còn bị khuấy rối. Con loài ác sẽ chẳng làm bại hoại chúng như khi trước nữa, như từ ngày ta đã lập quan xét trên dân Israel ta. Ta sẽ khiến các thù nghịch ngươi phục dưới ngươi. Lại ta báo cho ngươi biết rằng, Đức Giê-hô-va sẽ cất cho ngươi một cái nhà. Sải khi các ngày ngươi đã mãn, và ngươi phải về cùng tổ phụ ngươi ắt ta sẽ lập dòng dõi ngươi lên là con trai của ngươi đặng kế vị ngươi ta sẽ làm cho nước người vững chắc người ấy sẽ cất cho ta một cái đền và ta sẽ làm cho ngôi nước người vững bền đến đời đời ta sẽ làm cha người người đó sẽ làm con ta sự nhân từ ta sẽ chẳng cất khỏi người đâu như ta đã cất khỏi kẻ ở trước người song ta sẽ lập người đời đời tại trong nhà ta và tại trong nước ta còn ngôi nước người sẽ được vững chắc cho đến mãi mãi. Nathan theo các lời này và sự mặc thị này mà tâu lại với David. Vua David vào ngồi trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: "Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, tôi là ai và nhà tôi là gì mà Chúa đem tôi đến đây? Đức Chúa Trời ơi, ơn đó Chúa lấy làm nhỏ mọn thay. Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, Chúa có hứa ban ơn cho nhà của tôi tới Chúa trong buổi tương lai đến lâu dài và có đói xem tôi theo hàng người cao trọng. Chúa làm cho đầy tớ Ngài được sang trọng như thế thì David còn nói gì được nữa vì Chúa biết đầy tớ Chúa. Đức Giê-hô-va ơi! Ngài đã theo ý lòng mình mà làm các việc lớn này cho đầy tớ của Ngài đặng bày ra các sự cả thể này. Ôi Đức Giê-hô-va! Chẳng có ai giống như Ngài, và cứ theo mọi điều lỗ tai chúng tôi đã nghe, ngoại ngài chẳng có ai là Đức Chúa Trời. Chớ thì trên thế gian có dân tộc nào giống như dân Israel của Chúa, một dân tộc mà Đức Chúa Trời đi chuộc lại làm dân riêng của Ngài sao? Nhờ sự cả thể đáng kính đáng sợ, Chúa được danh rất lớn, đuổi các dân tộc khỏi trước mặt dân của Chúa, là dân Chúa đã chuộc lại khỏi xứ Ai Cập vì dân Israel, Chúa đã khiến thành dân riêng của Ngài đến đời đời. Còn Đức Giê-hô-va ơi, Ngài trở nên Đức Chúa Trời của họ. Bây giờ Đức Giê-hô-va ơi, nguyện lời Ngài đã hứa về tôi tới Ngài và về nhà nó được ứng nghiệm đến đời đời. Cầu Chúa làm y như Ngài đã phán. Nguyện điều ấy được vững chắc và danh Chúa được tôn vinh đời đời để người ta nói rằng Đức Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel, tức là Đức Chúa Trời cho Israel. Còn nhà David là tôi tớ Chúa được đứng vững trước mặt Chúa. Đức Chúa Trời tôi ơi, Chúa có bày tỏ cho kẻ tôi tớ Chúa biết rằng Chúa sẽ lập một cái nhà cho người. Bởi đó cho nên kẻ tôi tớ Chúa dám cầu nguyện ở trước mặt Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đã hứa điều lành này với tôi tớ Chúa. Thế thì Nay cầu xin Chúa ban phước cho nhà kẻ tôi tớ Chúa, hầu cho nó hằng còn ở trước mặt Chúa. Vì Đức Giê-hô-va ôi, hãy Ngài ban phước cho nó, thì nó sẽ được phước đến đời đời.